Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay Chủ nhật ngày 24 tháng 10 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Không gian sinh tồn của Việt Nam không thể là vấn đề nội bộ của Trung Quốc. Người dân Việt Nam, đặc biệt là thế hệ trẻ, đang phải tìm cách bảo vệ không gian sinh tồn của dân tộc, quyết không để Trung Quốc coi đó là vấn đề nội bộ của họ. Mỹ chắc chắn sẽ không chấp nhận tối hậu thư của Bắc Kinh. Dù ngấm ngầm hay công khai, tối hậu thư ấy đồng nghĩa với việc xâm phạm chủ quyền Việt Nam và đi ngược lại luật pháp quốc tế. Và Biển Đông, tối hậu thư ngầm, đây là câu hỏi được đặt ra. Tuyên bố và lời lẽ cứng rắn trước và trong các cuộc đối thoại ngoại giao lần thứ hai vào ngày 26 tháng 7 tại Thiên Tân, Trung Quốc vẫn mang dư âm của cuộc đối thoại căng thẳng và trực diện đầu tiên vào ngày 18 tháng 3 tại Alaska, Hoa Kỳ. Thiên Tân tuy không mang lại kết quả cụ thể, nhưng vào lúc dư luận ngoại giao Trung Quốc và Mỹ dường như đang trượt dốc, thì cả Trung Quốc lẫn Hoa Kỳ lại chuẩn bị cho một cuộc gặp thượng đỉnh giữa Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Biden. Đây là hình ảnh ông Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp ông Biden tại Bắc Kinh khi ấy còn là Phó Tổng thống dưới thời Obama. Đây là bối cảnh của quyết định có thể coi là được lấy vào giờ chót giữa chủ nhiệm Dương Khiết Trì và cố vấn Jang Suchivan vào ngày 6 tháng 10 năm 2021 tại Zurich, Thụy Sĩ, công bố cho báo chí về cuộc gặp cấp cao trực tuyến giữa hai nguyên thủ vào cuối năm nay. Ít ai ngờ rằng COVID-19 đã gây đại họa cho toàn cầu lại có một hữu ích giải quyết được khâu lựa chọn địa điểm cho một cấp cao không dễ gì xác định được nơi chốn đối thoại. Hai bên để mô tả cuộc đàm phán kéo dài 6 giờ tại sân bay Zurich vào ngày 6 tháng 10 mang tính xây dựng thẳng thắn. Ông Sullivan nêu quan ngại về các vấn đề gây tranh cãi liên quan đến hành động của Trung Quốc ở Biển Đông, nhân quyền và lập trường Bắc Kinh đối với Hồng Kông, Tân Cương và Đài Loan. Nhà Trắng cũng phát đi tuyên bố cho biết cuộc gặp giữa Sullivan và Dương Khiết Trì là tiếp nối cuộc điện đàm giữa Tổng thống Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào hôm 9 tháng 9. Trong cuộc điện đàm ấy, hai nhà lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc thống nhất quản lý, có trách nhiệm sự cạnh tranh giữa Washington và Bắc Kinh, thảo luận về sự cần thiết phải đảm bảo mối quan hệ cạnh tranh ấy sẽ không dẫn tới xung đột. Phải chăng vì vậy mà cố vấn Sullivan đã nói cứng rằng Mỹ không tìm kiếm sự đối đầu, nhưng Mỹ cũng không nao núng trước những đe dọa các lợi ích của Mỹ và các đồng minh. Theo phát biểu từ phía Trung Quốc tại cuộc gặp ở Zurich, ông Dương khẳng định Trung Quốc đánh giá cao tuyên bố tích cực của Tổng thống Biden trong thời gian gần đây, đặc biệt là nội dung nói Mỹ không có ý định kiềm chế Trung Quốc hay hướng đến cuộc chiến tranh lạnh mới. Trung Quốc cũng cho hay cuộc gặp giữa cố vấn Sullivan và chủ nhiệm Dương đã bàn về tổng thể nhiều vấn đề trong quan hệ giữa hai nước, nhiều vấn đề quốc tế và khu vực cũng như các mối quan tâm chung. Đây là hình ảnh cố vấn Sullivan và Ủy viên Bộ Chính trị phụ trách đối ngoại Dương Khiết Trì. Tuy nhiên, chúng ta vẫn chưa biết Hoa Kỳ phản ứng như thế nào về hai tối hậu thư mà Trung Quốc đã trao cho Mỹ cách đây gần 3 tháng tại Thiên Tân. Theo đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV, vào lúc bấy giờ, Ngoại trưởng Vương Nghị đã đưa ra 3 yêu cầu cho phái đoàn Mỹ, gồm Washington không được thách thức mô hình quản trị của Bắc Kinh, không được can thiệp vào quá trình phát triển của Trung Quốc, đồng thời Washington cần tránh có các hành động xâm phạm chủ quyền Bắc Kinh. Như để minh họa cho các yêu cầu ấy, Thứ trưởng Ngoại giao Tạ Phong đã trao cho phía Mỹ hai danh sách. Đó là bản thứ nhất bao gồm những hành động Mỹ cần chấm dứt và bản thứ hai là những vấn đề khiến Trung Quốc quan ngại hàng đầu. Đây là lần đầu tiên Trung Quốc gộp các vấn đề đang tranh cãi thành hai danh sách như một kiểu tối hậu thư ngầm để trao cho phía Mỹ như vậy. Thứ trưởng Ngoại giao Tạ Phong cho biết thêm, phía Trung Quốc cũng bày tỏ bất bình với những tuyên bố và hành động của phía Hoa Kỳ liên quan đến cuộc điều tra nguồn gốc COVID-19, vấn đề Tân Cương, Đài Loan, Hồng Kông và Biển Đông. Cách phát biểu mập mờ của Thứ trưởng Tạ Phong cho thấy Bắc Kinh muốn liệt kê Biển Đông vào danh sách thứ hai là những quan ngại hàng đầu của Trung Quốc. Điều này có nguồn gốc sâu xa bởi lâu nay Biển Đông được ưu tiên cùng các vấn đề Tân Cương, Đài Loan, Hồng Kông như là những lợi ích cốt lõi của Trung Quốc. Đây là hình ảnh vào hôm 18 tháng 9, lần đầu tiên quân đội Trung Quốc công khai đưa tin máy bay vận tải hạng nặng Y-20 hạ cánh xuống các đảo nhân tạo trên Biển Đông. Nhưng lần này, Trung Quốc đã leo thêm một bậc thang mới khi họ Dương nói với Sullivan tại Zurich rằng bốn vấn đề này đều thuộc lợi ích cốt lõi của Trung Quốc và Mỹ không được lợi dụng những chủ đề này để can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc.
Đó là bước leo thang nguy hiểm. Trước đây, 10 năm có lẽ Trung Quốc chưa dám bộc lộ tham vọng chiếm Biển Đông, chỉ xếp Biển Đông vào nhóm lợi ích quan trọng mà thôi. Sau tuyên bố Biển Đông là lợi ích cốt lõi, Bắc Kinh đã vấp phải phản ứng quyết liệt của Mỹ cùng nhiều nước Đông Nam Á đang tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc ở đây. Bắc Kinh đối phó bằng cách đổ lỗi cho Mỹ đã tung tin nảy ra, kèm theo các tuyên bố là Trung Quốc chưa hề có văn bản nào đề cập Biển Đông là vấn đề lợi ích cốt lõi. Nhưng rồi, chính Ngoại trưởng Henry Clinton là người đã công khai xác nhận ông Đới Bình Quốc, Ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc, người được cho là lãnh đạo cao cấp nhất của ngành ngoại giao nước này, đã loan báo cho chính phủ Mỹ về quyết định nâng Biển Đông lên hàng lợi ích cốt lõi. Giáo sư Thayer cũng tiết lộ quyết định của Trung Quốc về lợi ích cốt lõi, mặc dù sau đó Trung Quốc buộc phải rút lui trước phản ứng của các nước có liên quan. Ngày nay, trên tất cả các diễn đàn, quan điểm Biển Đông là lợi ích cốt lõi đã được Trung Quốc biến thành chuyện đã rồi. Ngang nhiên tuyên bố, nếu can dự vào Biển Đông, tức là can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc. Và như vậy, với viễn cảnh, thì Việt Nam đang đóng giữ nhiều đảo ở trên Biển Đông cũng sẽ phải bị Trung Quốc ép để sớm rời đi. Trung Quốc đã xây dựng những tiền đồn trên các đảo cưỡng chiếm được, thực sự đã biến các đảo đá ấy thành các căn cứ quân sự khổng lồ. Đây là hình ảnh đảo đá chữ thập của Việt Nam đã bị Trung Quốc biến thành căn cứ quân sự lớn nhất trên Biển Đông. Trung Quốc đã vận hành những tàu cảnh sát biển cực lớn, đe dọa và cản trở các nước tiếp cận các nguồn tài nguyên hợp pháp theo công ước và luật pháp biển. Bắc Kinh cũng đã sử dụng các căn cứ quân sự để báo hiệu rằng họ có thể có một số yêu sách vượt ra ngoài các tuyên bố hàng hải hợp pháp. Hoa Kỳ và phương Tây cũng lo ngại Trung Quốc có thể ngăn chặn tự do hàng hải trong khu vực này. Không phải ngẫu nhiên mà gần đây chúng ta chứng kiến các khí tài hải quân không chỉ của Hoa Kỳ mà còn của các nước như Nhật Bản, Úc, Pháp cũng điều tàu tiến hành tập trận ở Biển Đông, chỉ để chứng minh rằng đây là vùng biển quốc tế phải được rộng mở cho tất cả mọi người. Đánh giá cục diện chung có thể thấy vấn đề Biển Đông ngày càng phức tạp và diễn biến khó lường. Chủ quyền biển đảo của Việt Nam đang bị thách thức hết sức nghiêm trọng và sẽ còn nghiêm trọng hơn nữa trong một tương lai tới. Các thách thức mà chúng ta đang và sẽ đối mặt là chủ quyền, kinh tế biển, an ninh quốc phòng, môi trường phát triển và thách thức đối với không gian sinh tồn của dân tộc. Giữa thế kỷ 21, Việt Nam sẽ có quy mô dân số trên cả 100 triệu người. Lúc này, con cháu chúng ta cần phải được tiến ra biển, và biển là không gian sinh tồn của các thế hệ sau này. Ấy vậy mà, Trung Quốc lại trao tối hậu thư báo cho phía Mỹ biết rằng Biển Đông là một trong những vấn đề thuộc công việc nội bộ của Trung Quốc. Mỹ không có quyền can dự. Rõ ràng, không gian sinh tồn của dân tộc Việt Nam cũng đang phải đối mặt với một bước leo thang mới hết sức nguy hiểm từ Bắc Kinh. Việt Nam cũng cần làm gì đó để bảo vệ chủ quyền Biển Đông, để khẳng định không gian sinh tồn của Việt Nam không thể là vấn đề nội bộ của Trung Quốc được. Câu hỏi cũng chính là câu trả lời. Cũng theo Đại sứ Viện trưởng Biển Đông Nguyễn Trường Giang, khi thế hệ trẻ Việt Nam tự hỏi làm thế nào để cho đất nước trở nên hùng cường thì chúng ta đã đặt được một bước chân lên con đường đi đến hùng cường. Đây là hình ảnh người dân biểu tình chống Trung Quốc tại Hà Nội hôm 11 tháng 5 năm 2014. Trên đại lộ ấy, vấn đề truyền thông hết sức quan trọng. Sự an toàn biển đảo tỷ lệ thuận với sự quan tâm của quần chúng đối với Biển Đông. Chính quyền không được hạn chế và cấm cản mà phải có trách nhiệm rút dân, nhất là thế hệ trẻ nhận diện được những thách thức với chủ quyền, củng cố ý chí quyết tâm bảo vệ biển đảo, huy động sức mạnh tổng lực của quốc gia, phát huy sức mạnh của thời đại và xây dựng Việt Nam giàu mạnh hơn. Trong tất cả bộn bề công việc trên, bài học kết hợp sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại ngày nay có một hàm lượng khác trước đây. Ngày nay, ngay tại tận Đông Nam Á đã xuất hiện các tiểu đa phương với các nhóm liên minh truyền thống và các đối tác mới nổi. Sự ra đời của AUKUS, tức là thỏa thuận quốc phòng ba bên giữa Úc, Vương quốc Anh và Mỹ, của Quad là đối tác tứ giác an ninh Ấn Độ, Hoa Kỳ, Nhật Bản và Úc, và sáng kiến B3VF là tái thiết một thế giới tốt đẹp hơn, là những điển hình như vậy. Việt Nam cũng cần nghiên cứu để tham gia tùy theo các nhóm vấn đề mà không nhất thiết phải chọn bên hay trở thành thành viên. Việt Nam cùng với Hoa Kỳ cũng tổ chức Diễn đàn Doanh nghiệp Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương IPBF vào năm ngoái. Đây là một ví dụ sinh động cho việc này. Chính sách của chính quyền Biden chắc chắn sẽ không chấp nhận tối hậu thư của Bắc Kinh, dù là ngấm ngầm hay công khai.
gió đang đổi chiều, hưởng ứng B3V hay tham gia quát mở rộng là công việc hiển diện của các nhà hoạch định chính sách. Người dân Việt Nam, đặc biệt là thế hệ trẻ, cần phải tìm hiểu mọi cách để bảo vệ không gian sinh tồn của dân tộc, quyết không để cho Trung Quốc coi đó là vấn đề nội bộ của họ. Tuy nhiên, nhà cầm quyền tại Hà Nội cần phải nhận ra điều này. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay, Chủ nhật ngày 24 tháng 10 năm 2021 với bản tin Không gian sinh tồn của Việt Nam không thể là vấn đề nội bộ của Trung Quốc. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.